Cụ thể, bắt đầu từ 13 giờ trưa nay 28 tháng 3, tất cả 5 tuyến xe buýt liền kề Đà Nẵng-Quảng Nam đã được cho tạm dừng hoạt động, gồm tuyến số 1 đi Hội An, tuyến số 3 đi Ái Nghĩa, tuyến số 4 đi Tam Kỳ, tuyến số 6 đi Phú Đa và tuyến số 9 đi Quế Sơn. Ngoài ra, từ ngày 1 tháng 4, Đà Nẵng cũng sẽ cho tạm dừng 8 tuyến xe buýt trợ giá trong nội thành và sẽ chỉ duy trì 4 tuyến xe buýt trợ giá gồm tuyến số 7 Xuân Diệu – Bến xe Đức Long, tuyến R17A Cảng Sông Hàn – Trung tâm Hành chính Hòa Vang, tuyến R16 Kim Liên – Cao đẳng Việt Hàn và tuyến R14 Công viên 29 tháng 3 – Khu công nghệ cao Đà Nẵng. Thời gian hoạt động lại của các tuyến buýt sẽ do Sở Giao thông Vận tải đề xuất tùy theo diễn biến của dịch bệnh và nhu cầu đi lại của hành khách.